Ai đó nói rằng 10 năm nữa, nhìn lại ngày hôm nay, bạn sẽ bất ngờ vì nhận ra mình đã đi qua những gì. Cô gửi nước nè con. Dạ, cảm ơn cô. Em đi từ từ thôi. Anh để em sắc phụ cho. Cảm ơn anh. Chị có bác sĩ Hiền chưa? Ôi trời, đi nhanh lên giúp em một tí nhá. Dạ. Cho chú. Thôi con, từ từ. Để cho chú lấy xe nhá. Con bé này nó sốt ruột y như cháu ngoại của tôi vậy. Nó hay vậy đó chú. Từ lúc trong bụng mẹ là đã đòi ra sớm rồi. Mẹ là ai nữa? Chị ơi, em lấy đơn 4 hộp bánh canh cua. Có liền, có liền. Bấm lúc này là đóng đơn nè. Bảy nấu bánh canh ngon trời thần chứ ba cá biết thì bể đâu có rành. Từ từ, làm ít bữa là quen à. Em ơi, cho thêm 2 tô ở đơn ráp kế nha. Đơn chú em nè, đợi lâu dữ không? U cha ôi, chơ mà để nồi hóa cục ngũa tan luôn. Bảy bảy, nói nghe đi, bữa mố đổi tính quán đi. Chí? Chứ là gì bảy rồi, ai mà để chi bảy nữa. Xàm, coi chừng đó. Chị Bảy còn Xuân nghe. Xuân dự chưa? Hả? Quên cái gì nói lại nghe coi. Anh, giúp giùm, chạy nhanh hết cỡ nha anh. Dạ dạ, chị yên tâm nha. Ê, Đăng Thi chạy đâu vậy? Dạ con để quên máy tính. Alo, anh đứng đó nha, em ra liền. Anh ơi, của em đây. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, dạ, con nhận được rồi nha mẹ. Em, cầm áo mưa đi, không ướt á. Dạ thôi, bạn trai em kia rồi. Nhớ đánh giá cho anh năm sao nha. Em ơi, khoan. Dạ sao chị, có chuyện gì ạ? Chị lỡ đánh giá em 1 sao rồi. Ủa? Hôm nay người yêu chị chia tay với chị. Nên là trong lúc đánh giá đỏ chị để đâu á, chị lỡ tay. Giờ chị phải làm sao? Thôi chị nín đi. Có gì từ từ gọi lên tổng đài sau. Rồi chị vào nhà đi đã, ướt hết rồi kìa. Xin lỗi em. Hai nhớ thôi chú em. Lỗi xịn hay là lỗi thường nè? Lỗi xịn đi anh. Cái này là cần câu cơm của em mà. Cưng nó một chút. Chào anh. Anh muốn thay nhớ loại nào ạ? Loại xịn nhất đi em. Cái xe này á là cần câu cơm của anh mà. Cưng nó một chút. Thành câu xin lỗi người vì bao dòng tin đã trôi về đâu, mất bao lâu để ta tạm quên ưu sầu, để kiên trì cho mãi sau và những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai. Cho con gửi tiền 15 ngàn đó con. Dạ. Chuẩn bị nhận cuốc rồi hả?
Dạ. Ta xin để lại nụ cười một lần với anh. Nhanh thiệt á chứ. Mỗi lần quay lại là thấy mẫu khác. Ở vài bữa là quen à. Grab, 10 năm thở nhịp Việt Nam.